Cảm ơn quý vị đến với chương trình Nàng Dâu Thời Nay. Trong tập 12 của Nàng Dâu Thời Nay chắc chắn sẽ tạo nên nhiều cảm xúc dành tặng quý vị khán giả. Nức nở dần trăng khuya cung nàng buông tiếng khóc. Hai gia đình, hai màu sắc hoàn toàn mới. Gia đình của mình ai là cái người mà nhanh nhẹn để mà tách bóc cái vợ? Thường thường ở nhà thì cái việc này là do một mình em làm thôi. Và họ sẽ vượt qua những câu hỏi thú vị cùng trò chơi gắn kết gia đình như thế nào? Và gia đình nào sẽ đi đến vòng cuối cùng để nhận được giải thưởng cao nhất? Tất cả sẽ có trong chương trình Nàng Dâu Thời Nay, được phát sóng vào lúc 19h15 thứ năm hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.